Ông Dương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc để kiểm tra tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án thành phần 4 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 trên địa bàn huyện Trần Đề. Dự án trên địa bàn huyện Trần Đề đi qua địa bàn của 7 xã, 1 thị trấn, có tổng chiều dài tuyến khoảng 26,14 km với tổng số hộ ảnh hưởng là 678 hộ gia đình, cá nhân và 4 tổ chức. Diện tích đất thu hồi là 138,74 ha. Hiện công tác đo đạc bản đồ đã hoàn thành 8 trên 8 đơn vị. Ủy ban Nhân dân huyện đã triển khai thông báo thu hồi đất đến 7 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án khu tái định cư Lịch Hội Thượng, diện tích 2,5 ha. Các đại biểu đã báo cáo tình hình thực hiện của địa phương, những khó khăn vướng mắc và đề xuất. Ông Vương Quốc Nam đề nghị huyện Trần Đề tiếp tục phối hợp thiết lập các hồ sơ, các thủ tục cần thiết liên quan đến các trường hợp bị ảnh hưởng nhà ở, đồng thời tính toán phương án bồi thường đất nghĩa trang, đất có mồ mả. Tiếp tục phối hợp điều tra, xác định giá bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng vật nuôi theo quy định. Địa phương cần chỉ đạo tổ tuyên truyền thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của người dân về dự án. Tiếp tục với các thông tin vừa được cập nhật, thưa quý vị, sau hơn 5 tháng khẩn trương thi công, 4 cây cầu dân sinh ở xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong sự vui mừng của người dân địa phương. Sáng ngày 10 tháng 2, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên tổ chức khánh thành 4 cây cầu dân sinh gồm cầu Hòa Trực Hòa Đê, cầu Hòa Đê 1, cầu Hòa Nhạn 3 và cầu Hòa Đức 6 với tổng số tiền 3 tỷ 600 triệu đồng do Liên doanh Việt Nga Vietso Petro tài trợ. Công trình hoàn thành phục vụ tốt nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn ở địa phương. Dịp này, ông Đặng Văn Phương, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Xuyên đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng cho một tập thể và một cá nhân đã có nhiều đóng góp trong xây dựng cầu bê tông trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.